Ở đây có thứ bành ra luôn nha. Lấm 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 lấm. Ôi ôi, quá đẹp luôn. Một cặp mấy cái nào thôi. Trên khô. Trên khô. Ôi ôi. Rồi, anh em xin chào cả nhà luôn nha cả nhà. Xin chào cả nhà luôn cả nhà ơi. Lời nói đầu tiên thì Trân xin chúc cho cả nhà, cô chú, anh chị và các bạn xem video của anh em nhiều sức khỏe nha. Và nhớ cho anh em xin một lượt đăng ký, một like cả nhà. Bữa nay là cái chương trình của anh em bữa nay đó cả nhà, là tiếp tục đi túc ếch hay cả nhà đó. Thì đây đậu quay ra đem, mới đem cái bao này là 12 cái ngục cả nhà, để quay xanh quanh cái một vòng cái nhầm xem là trời đang kiếm mưa luôn cả nhà. Nước thì nước này là nước bơm cả nhà, nước bơm ruộng vô để bà con ta cụ xạ xạ lúa nè, xung quanh toàn nước bơm không nè cả nhà. Đó. Nước bơm không nè, bơm khá là nhiều luôn cả nhà. Đó, trời thì đang chuyển mưa quá trời luôn, hy vọng là tối đêm nay hai anh em sẽ trúng lớn cả nhà ơi. Đó bên đây nữa nè, bên đây nước bơm nè. Đó nhìn vậy là im chưa cả nhà, quá im luôn nha. Đó dắt bên đây nữa nè. Đó thì để quay cam trước là cả nhà mình xem. Rồi thì bữa nay thì hai anh em cũng đem 12 cửa ngục đi với cái dàn túc ếch đó cả nhà, mình đem đi túc. Giờ hai anh em đem đi giặt đặt chết trong này nè cả nhà. Thì bữa nay mấy anh em đánh trễ tí xíu rồi cả nhà, tại vì mình đánh sớm quá nó rồi. Mấy anh em mà đi xôi ếch đó, người ta cứ lợi vòng cái chỗ của mình túc, mình để người ta xôi ếch không à. Mình nói người ta cũng được, mình nói người ta thì người này đi người kia lại đó cả nhà. Cho nên mình không ngồi mà canh hoài cũng mệt quá. Đó, giờ hai anh em sẽ ăn xôi gì đi. Hai anh em sẽ bủa, không, anh bủa một cái bủa gì, một cái bủa gì nè. Anh là anh bắt bủa cái tay phải không? Bủa con lờ. Ở đây cái gió, tại vì anh bắt con ếch ở trong đó ra. Ở trong đó ra, dưới mình bắt con ếch ở đây nữa nè. Làm chiến lời đó. Anh em sẽ bủa lưới đây. Anh bủa cái cùng mới ở đây chứ đi. Rồi. Có buộc là nào rồi, có buộc ấy chưa đó. Buộc rồi hả? Đó cả nhà, thì hai anh em bủa chỉ ăn lời cả nhà. Vô đây với một cái mình bủa từ đó qua đó. Mình bắt những con ếch ở trong cái giường đó nó ra. Với con ếch ở trong cái giường này ra. Buộc cái đó là anh đọc. Giờ tiếp tục cái thứ hai luôn cả nhà. Tối nay mà không giả 1-50 là ngon lành luôn anh đậu. Ủa cái đường nó thấy còn quen đâu. Cái đường này cái đường cổ nè. Rồi anh đi dịnh đây. Chờ muốn mưa dữ lắm cả nhà, không gầm nãy giờ. Rồi. Đó thì bây giờ tạm thời hai anh em sẽ bủa hai cái cửa ngục này trước đó cả nhà. Tí xíu là hai anh em mới đem máy vô túc. Mình túc cái này hơi trễ tí xíu để mình né những cái mấy anh em mà ta đi bắt lan đó cả nhà. Chứ mình túc sớm quá anh em ta nghe tiếng túc ếch của mình, người ta gọi đèn là liên tục. Ta đi liên tục luôn cho nên ếch nó nhát, nó không dám gà. Rồi cả nhà, giờ mấy anh em sẽ lắp cái dàn túc vô cả nhà, kẹp vô kênh đầu. Quá im luôn. Thôi thôi. Đây còn nó, đây còn nó. Còn con đó. Ừ.
nãy cả nhà thì hai anh em cũng mở cái lò túc lên đó, rồi xong hai anh em cũng ngồi nghỉ mệt tí xíu. Giờ hai anh em sẽ đi bắt vòng mấy cái cưới mấy cái khu vườn á, chỗ mấy anh em túc đó cả nhà. Rồi coi có ếch không. Anh Đậu mới bắt được con nè. Con đầu tiên luôn đó cả nhà. Đậu phát hiện đâu đang con ha anh Đậu. Đâu rồi? Lặn à. Nước này lặn sao kiếm thấy đây. Dính luôn hả? Hay vậy? Ôi ôi ớt kìa thu rồi. Ớt này trong vườn ra cái nào không? Cái. Cái. Đưa cái nhà xem là cái nữa kìa. Đây. Ôi ôi ớt này cả nhà. Đi đi, con nói gì? Đây đây, vô đi, vô đi, vô đi. Rồi bài. Mập rồi hả? Mập chỗ nào à? Kiếm này trên khô mà hả? Gốc gạ hả? Con cóc hả? Đâu? Con cóc hả? Cóc hơn hết. Đây có dụng nước trước nè. Nè khởi lên. Coi chừng thấy mấy cái rơi gốc lúa, gốc lúa nó hay lắm, nó nằm trong gốc lúa. Đó, con mắt hết đó phải không? Biết bự nhỏ này, phát hiện con ếch này cả nhà. Con ếch bự ơi, bự không? Bự. Nằm nè. Bắt cái đậu, bắt cái đậu. Đưa nhà xem, đưa nhà xem. Quá đã ăn ếch luôn. Ở trong vườn ra là ếch bành bành không. Quá chơi bù hông con đậu ơi. Đèn con nữa ha. Quá chơi bù hông rồi cả nhà. Vô nó vô cái mặt khó chịu quá, nó sặc 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 sặc. Ở trong vườn ra đậu ơi. Mấy con bù hông khó chịu quá. Đó đó, học rồi đó, học rồi đó. Học rồi đó. Học ngay chỗ này nè. Ok, đang khe nè. Đang khe. Lụm 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 đâu anh? Anh đập cái gì không ơi? Anh đập. Bắt cho không? Lặn hả đâu? Cái nước đục 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 đục. Ê, nằm đây nè. Bắt đầu không? Mày bự. Một em nữa.
con này giáp nãy nó kêu rồi, phải không? Hết hành động. Ôi, nó đúp tay. Đúp gì sao thấy được đây nè cả nhà. Rồi bắt, bắt này cả nhà xem con đâu. Bự không? Được hay cái gì? Cái. Ôi, ngót kìa. Ông ơi. Rồi, để vô đi. Sớm giờ mấy anh em muốn làm được mới rồi cả nhà. Bữa nay chờ im không có gió đó nè, với lại bữa nay không có mấy anh em đi sửa hết. Giờ này thì không có thấy anh em nào hết trơn mà không biết chút xíu nữa có không. Em thấy có đèn nó kèn đậu, đó, đèn ở phía dưới. Không biết ta đi sửa nhái hay sửa hết không biết. Trong này còn cúc gà quá. Gà gốc. Ha. Còn hả? Lặn luôn hả? Là nước này trong, nước này trong mới bắt được. Nhớ cái điểm này được. Đâu đâu. Ếch nó kêu cả nhà, chưa có hồi. Kiếm nó hay lắm. Cứ từ từ vô mấy cái gác á. Có gì nè. Hay lắm. Cái đó nè. Chừng nó vô hang á. Ngầu ngoài ruộng hay ngầu cái hang. Đâu? Thấy rồi, thấy rồi. Nằm trên lũa, nằm trên ruộng. Đó đi. Ôi ôi, con ếch chào bá lửa luôn ông nội ơi. Ôi ôi, hết rồi cả nhà ơi. Hốt đậu, hốt đậu. Ôi, ếch chà bá luôn. Quá yên, quên. Ê, ếch à, con nào cái này bành bành không ha? Rất cù lạ luôn. Đâu à? Nhìn con mắt trắng trắng đó hả? Rồi nước trong lỗ này gì nè, ngồi thấy lỗ đục đục xương lỗ ha, à. Dinh xương lỗ xuống lỗ
cho mấy cái lỗ. Đâu lặn chỗ nào đâu. Cái này hả? Đâu? Đây này này, đưa cái đầu rồi. Bắt cái đầu. Không. Dò dò. Trốn. Trốn lỗ nẻ. Trốn lỗ nẻ. Trốn hả mày? Cái hướng này là về hướng máy mình túc nè. Mày thả bự. Bây giờ được ký vậy đâu? Ấy ấy rồi, lọc rồi đâu. Nó được cái đầu rồi đó. Lọc vô. Mộp đây nè. Đây nè. Mộp nè. Mộp nè. Được cái dầu. Ôm lộp lộp mà đậu ơi, đậu ơi. Mộp hả mày? Cái đầu này là cái hướng cũng quay về lo nè, đúng không? Gì? Tới ngày nào cũng dừng mắt á, cái chuyện lạc dấu á, cặp cái gì, cặp, ôi, lụm đâu á, lụm, một cặp đầu tiên cái nha, cái chà bá hết được cũng bự luôn ha, cặp đầu tiên luôn. Mà cặp đầu tiên luôn. Đó. Phải không? Đó thấy đưa cái đầu rồi đó. Con cóc cái gì á? Kêu quá. Dạng ghê không? Chạy. Rồi, lặn rồi. Lặn rồi đâu ơi. Rồi chắc thua nó quá. Ở khúc này nè. Là mờ ở dưới nước này nè, ngồi dưới nước này nè. Ngồi lên cặn rồi đừng trái lậu lặn. Đó, đó chưa? Thua nó rồi. Rồi, chạy rồi. Chạy rồi, phải không?
mắt đó là hả? Đó, đụm đụm để chạy nữa. Nó chạy. Chặn đâu vậy? Chỗ nào kiếm? Thôi để nằm thôi nè. Đúng rồi mày. Lụm ở đâu ơi, Một em nữa. Ở tới trong vườn này nè cả nhà. Đang trong vườn này nó kêu. Mà khôn lắm nó chưa ra. Lại gần gần nó là nó phóng vô vườn lại. Không kịp hả? Lăn hả? Còn không? Dạ. Ngày đó hả nào? Đọc chỗ này ra. Trời ơi, đâu? Rượt, đâu? Chạy đâu rồi? Còn này đâu ơi? Quá im luôn. Ủa, có cái bự lắm anh đậu ơi. Có cái bự lắm. Ủa, có cái chà bá luôn rồi anh đậu. Hai con. Ủa, là đậu có cái à. Hết mức hết cái rồi. Ui, quá im, một cái hết hồn một cái tàn nó trong vườn nó ra này nè. Lặn hả? Quả trời bù không à. Thế nào rồi? Từ từ đó, cái nước nó màng màng nó trốn. Trốn rồi. Lại rồi. Chút xíu bắt lại. Trốn quá hay cả nhà. À, cả nhà, đây là cái sản phẩm của hai anh em Hồ Chiều tới giờ này cả nhà. Nó mới đi bắt xương xương đâu cả nhà. Được cỡ tầm 3 kg nha. Bữa nay ếch bự hơi nhiều quá cả nhà. Ếch này trong vườn nó ra nè. Có con chà bá lửa luôn. Đó bây giờ hai anh em sẽ mặn vài con để mà làm cái nồi canh chua mình ăn với bún ra nha. Để mình ăn rồi mình ngồi đây mình đợi tí xíu phi cái mà hai anh em sẽ đi bắt tiếp tục rồi cả nhà.
Rồi, bắt mà mấy con nào, bắt hai con thôi anh Đậu ơi. Hai con thôi. Rồi con nào trứng trứng con ngon mình bắt ra. Ừ. Đó luôn. Thôi rồi. Đặt. Đây cái nhà hai anh em làm hai con cho bá lửa luôn. Hai con này chắc trứng không ở đâu? Trứng không luôn ạ. Rồi, anh em mặn đi em bắt cái nồi nước lên. Quá ngon luôn cả nhà ơi. Trứng thì ớn luôn, quá trời cái bộ trứng. Đó giờ mấy anh em bắt cái nồi nước lên. Đậu thì anh là cơm muốn cả nhà. Là cơm muốn mấy anh em làm cái nồi canh chua ăn với bún này nha. Chiều có mua bún đem theo nè. Tại vì mình đi ở trong cái đồng này thì nó trống trơn rồi nha, không có cây cối gì trơn. Cây cối thì xa xa mà còn trong đây thì ruộng nè, cho nên không có củi để mình nấu á. Cho nên hai anh em trang bị cái bếp ga theo để nấu cho nó tiện đó cả nhà. Ếch cái này cả nhà nghe ếch không kêu quá trời kêu luôn. Máy túc mà kêu một phần còn ở trong vườn nó kêu đó nha. Trong vườn nó ra thằng ếch con bành bành gì không nè. Rồi cái đầu mình thả ếch cho cả nhà ơi. Ừ. Nguyên con luôn hả anh Đậu? Nguyên con luôn. Quá êm luôn. Nên anh Đậu có hái được mới rau muống này cả nhà. Đó, anh em sẽ làm nồi canh chua rau muống. Ừ, cái kia mình đâu anh Đậu? Ba cái ngò rồi gai đó. Coi trong đó coi có không? Ôi, bỏ rau muống vô cả nhà ơi. Đó, muống vô. Đó. Hai anh em chờ hai con ếch với vài cọng rau muống làm vài chén bún là được cả nhà. Tranh thủ ăn nhanh nhanh nghỉ ngơi tí xíu anh em đi bắt ếch. Quá mùa hồng rồi Đậu ơi, Đậu. Ớt luôn đâu ớt chín rồi cả nhà ơi. Đó ớt này trứng không luôn thằng ơi, quá ngon luôn. Ôi, xin mời cả nhà ăn bún buổi tối Đậu ơi. Xin mời cả nhà dùng bún luôn cả nhà ơi. Đó, bây giờ canh chua, canh chua với bún luôn cả nhà. Chụp cái giòn ếch đây. Đó, chấm nước mắm này. Quá ngon luôn. Quá yêu luôn. Quá trời ngon luôn cả nhà. Mấy anh em ngồi đây mà mấy anh em đi bắt ếch lan nữa cả nhà, cứ lỡ cái chân chỗ ếch túc bắt không. Ngồi đây canh la nói người ta đi chỗ khác chùm hết cái này đến cái kia hoài. Thôi để mình đặt máy rồi mình sẽ ăn với anh Đậu luôn cả nhà, cũng hơi đói cả nhà. Chứ cái đèn nó không cháy ta. Rồi ăn bún cả nhà ơi. Em đâu đổ cái anh Đậu. Đây đâu đổ đây. Hôm nay đem quên đem cái chân quay theo cả nhà, cho nên mất cầm tay luôn. Đây tôi đây trứng nè. Ui rồi trứng. Trứng này trứng già. Ừ. Xin mời cả nhà nghe nha. Cái trứng già anh Đậu ơi. Quá đã.
Trời, miếng bún rồi cả nhà. Quá ngon. Ui, mình tộc. Quá ngon. Quá ngon hả? Đậu hay ngon riết rồi cả. Trứng này là trứng già nè cả nhà. Ủa? Quá trời bồ hông. Hồng quá. Trứng này đậu. Chơi cặp trứng đi. Trời ơi cái đùi này cả nhà ơi. Đùi bành kilo luôn. Công nhận con ếch này đùi bự. Em chơi cái đùi đường cái. Xin mời cả nhà nha cả nhà. Công nhận thịt nó dai ghê đậu. Dai. Trứng. Trứng luôn. Quá ngon. Trứng quá béo à. Trứng mà không béo. À, cái đùi nè. Thôi rồi cái đùi. Cái đùi khủng hoảng không? Quá bự luôn à. Ừ. Ngon luôn. Nước mắm cái gai. Mắm gai. Cái hoàng miệng cái. Thôi rồi nè. Dài ghê không? Dài quá ghê. Xương nhai không nổi luôn. Trứng á. Thật quá già. Sờ cái trứng ra cho cả nhà mình xem rồi. Nè trứng này cả nhà. Ếch này trứng một đống luôn. Con này cũng một đống trứng luôn. Ôi ôi. Ông đậu qua là ăn cái đùm trứng đó nha. Ăn đùm trứng này á. Rồi. Đừng con. Cái đùm trứng này quá khứ anh đậu ơi. Dễ kìa. Rồi rồi. Đây nè. Bóc lên cái dầm cho em nè. Chịu tiếp em coi đậu. Ôi. Đùm trứng ghê quá vậy. Này còn trứng nó trọng nữa đó anh đậu ơi. Nè. Còn trọng. Trời ơi, nhiều được chấm nhiều đó. Ui ui ngon cả nhà, mà cả nhà nghe cả nhà. Không còn gì để tả nữa đâu ơi. Quá tả ngon luôn. Thì nãy giờ hai anh em cũng ăn uống rồi cả nhà. Anh em ngồi cũng mũi cắn quá. Anh em đi vòng bắt vài bớt nữa nha. Đâu bạn đâu? Đó kìa. À. Đó. Đó. Ôi giời ơi, lụm đúng không? Lột sạch. Đó, thử luôn. Đó luôn. Quá im luôn. Gì hợp chưa? Thế này cạn mà. Đó như còn vậy đó. Đó 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 đó. À, đúng không? Ờ rồi rồi. Cặp nữa cả nhà ơi. Lùm. Ôi. Ôi. Bớt này chạy đây.
đang đậu, đang đậu. Chạy hả mày? Chạy hả? Rồi nhà xem coi, ếch chạy rồi. Rồi hai cặp. Quá bù hông. Thấy không? Nó gì á. Đi thôi thôi. Bây giờ nó lặn hết đâu. Giờ mình kỹ rồi. Đọc không? Ôi dồi ôi luôn hết. Ôi trời. Ôi bành kia na luôn nè. Cái nhà nó gọi đèn ra kia. Gọi đèn ra kia. Ồ bành kia na luôn nha. Lấm 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 lấm. Hết phòng của hết. Cái hướng về về cái máy thuốc không đúng không? Đi đi đi. Ở chỗ nào? Ở bên bờ, ở bên đây rồi. Cái bờ qua bển dò nó. Nước trong mà qua bển dò. Nhái quá trời nhái luôn anh Đậu ơi. Chỗ nào vậy? Chỗ nào đâu? Đi trước hả? Nó còn thầm yên có lý rồi nó mà. Đâu? Thấy chưa? Thấy chưa? Kiếm kiếm đó. Nó một cặp là dễ thấy lắm. Đây nè, đây nè, đây nè, đây nè, đây nè, đây nè, đây nè. Cặp luôn nè Đậu ơi. Hốt cái Đậu ơi. Ôi ôi ôi. Quá vậy luôn. À, không. Một cặp là dễ thấy. Một em nữa nè. Ngầm. Bắt quá bù hông rồi nè Đậu ơi. Ê hai con gì? Con cái. Hồng quá bù hông. Đâu đâu? Ở đó 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 hả? Nó thiện con ếch nữa cả nhà. Ngóc cái đầu đúng không? Ừ. Nó không chạy lại. Nó đợi mình lại gần nó chạy. Mập hả? Không, nó lại gần nó mập. Rồi ba cái này tầng ấy không khó bắt chữ á. Đây 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 đây. Chụp xuống đây nè, đặt đây đây em nè. Ừ dính bự lắm sao mà nó chạy á. Cái giò hả? Cái giò hả? Cái đực. Vô đây nó lúc đâu rồi đâu đó 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 ơi 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 bắt cá đó chưa
rồi có được đây nè, đây nè, chỗ lên tim nè, nó quậy lên tim, qua đây, đúng chưa, đúng chưa, chạy hả mày. Chạy, em sợ nó chạy lên đây nè, bọc đầu nó liền, chạy đó, nó lên đó. Bọc đầu nó luôn. Buông. Bắt chiều tới bờ này. Đây nè, đâu 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 nè, nè 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 nè. À, chụp 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 chụp. Trái, trái, trái. Ủa, nó trái bằng China luôn. Hốt đầu, hốt đầu, hốt. Hốt liền. Quá giờ, quá giờ nào. Gì? Con này hả? Đây một cọc nữa nè. Cọc đâu, 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 nè. Đâu, đâu. Nè, 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 nè. Ôm nè. Ui, 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 một cặp nữa. Đụm ở đâu á, đâu. Trên khô. Trên khô. Ôi, ôi. Ôi, ôi, quá im. Để tới sáng còn ngon nữa, đậu ơi. Rồi mình hước á, nhanh lại, nhanh lại. Không, bắt cặp rồi. Bắt cặp rồi hả? Ừ, nó không nãy nó đâu. Bắt cặp rồi, cho nghe ơi. Ôi, ôi. Ôi, ôi, ôi. Lụm bên đậu ơi. Quá im luôn. Đi đường nước nó ngồi à. Nó quấn cặp rồi, nó nhảy đâu. Cặp không còn nữa. Đâu? Đang nằm, đang nằm, đang nằm, đang nằm. Cặp thấy dữ quá ơi. Hột. Cặp, 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 cặp. 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 Lụm, lụm, đâu ơi, lụm. Ồ, hai con nữa. Bỏ vô. Nè. Ờ. Nè. Đây là nè. Coi coi cặp gì, cặp. Cặp 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 cặp. Cặp nữa. Cặp nữa. Quất cái đầu ơi, quất quất. Ui giời, quá im luôn. Cái hướng cho hướng gì lo mình không thấy không? Mấy cái ông này cứ gọi bắt, cứ là bắt làm vòng rồi. Làm vòng ở chỗ mấy anh em túc không anh. Rồi rồi rồi, thấy thấy thấy. Ê, chụp đi, chụp cùng một con thôi. Cặp cặp cặp. Cặp cặp cái gì á? Cặp. Con kia. Cứ cứ nó nghe tôi. Như lỗ á. Để đây nè 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 nè, nè đậu bên đây, bên đây. Mày không ử. Hai con. Ôi kiến, kiến. Kiến cắn banh gọi luôn. Kiến, kiến, kiến. Bỏ, bỏ, bỏ gì gió nè. Kiến quá kiến không. Đây nè cái nhà. Cái bị này là cái bị cũ nãy nè. Đó, cái bị này là cái bị mới nè. Hai anh em đã đi bắt được bị nữa nè. Tầm à. 3 kg nữa đó cái nhà. Dồn như thế về đồng. Dòng vô bị nè, qua bị này thế ha. Dùng qua bị trước đi. Qua luôn. Ủa Hà Nội. Trời. Buông tay đi ra.
cao luôn nha. Nhảy ra. Rồi. Ôi giời. Vượt lên, vượt lên, vượt lên. Ui, ui, bị rồi. Ôi, ôi. Quá khứ luôn rồi. Rồi, buộc lên đi cậu ơi. Giờ hai anh em buộc hết là cả nhà rồi, hai anh em ngồi nghỉ ngơi tí xíu cả nhà. Tầm 3 giờ hai anh em sẽ đi bắt tiếp tục nữa cả nhà. Hết cái. Ôi ôi. Hết một con nữa cả nhà, lụm bên đâu ơi. Đó. Ôi, anh em đang ngồi ở đây nè cả nhà. Đang ngồi nghỉ mệt mà ngã cái lưng mà gặp nó chiếu chiếu rồi mất luôn. Giờ này cũng 3 giờ rưỡi sáng rồi cả nhà. Giờ thôi hai anh em mình đi thêm vòng nữa đậu ơi. Đi, ngồi đây mũi cũng cắn quá trời ở nhà, nằm đây nghỉ lưng tí xíu mà cũng không được, mũi cắn quá cắn. Ừ, nãy này con ếch nãy mình bắt bỏ đây luôn đó hả? Đi đâu ơi. Cái mũi nó cắn cái tay thấy ra chưa nào? Nước trong dễ thấy. Để kiếm nước trong. Ừ, con ếch bự lắm đậu ơi. Bự lắm. Ừ. Ồ, ếch nè, chạm dàm luôn, dàm luôn. Ừ. Đó, 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 đó. Đây con ếch thì cả nhà. Đó từ rồi đâu. Đây là. Ôi ôi trốn kìa. Trốn kìa kìa. Quá đã luôn, chụp ở đâu ơi. Trốn hả mày? Cặp cái gì? Cặp luôn hả? Ừ. Ôi ghê tưởng có một con hậu cặp luôn. Quá im luôn. Em tưởng nó có một con mà. Gì? Đây có con hả? Duyên gọi từ từ á. Trốn đâu hay vậy? Trốn mất tiêu rồi cả nhà, nó hộp ở đâu đâu cặp cái gì hết trời hôm đâu, cái con gì nó cắn đau quá nậu.
con gì nó cắn đó. Đây là hả? Đây một con thấy nha. Rồi, hộp rồi. Thấy. Từ từ nó chạy nha đâu. Ôi dồi ôi, con ếch cái chà bá nậu luôn. Con ếch cái bành thì na luôn. Chụp. Đây. Đẻ luôn. Con ếch cái luôn. Ê! Chạy luôn. Chụp cái đảo chụp chạy ơi, bỏ người yêu mà chạy đi hả? Giờ này nó mơi cặp lắm. Đục rồi nó thấy chưa, đây nè đâm lên đầu một có hai à, đục có hở đầu đây không chiều đây chiều hoàn toàn đấy. Để nằm đây nè, cứ nằm đây để tôi có lặn đâu mà nói tôi lặn. Đây một con ếch gì nữa nhỉ? Còn hai đâu? Đây. Cặp cái gì em ơi? Cặp con ơi. Ôi ơi, cặp con ếch chứ bự nè. Hốt qua đầu ơi. Ôi ơi, ếch chứ bự nè. Cầm chi na ăn ếch luôn. Hai em. Lỡ em thấy nó cặp rồi. Trời, nó kêu trước mặt nữa nè. Đó, nó kêu như thế đó. Trốn. Thấy không? Thấy không? Đâu. Đậu phát hiện xa xa có con ếch cả nhà. Cặp luôn hả đâu? Ở đây nhất cái gì? Học cái gì đó? Đó, nó bò đi rồi. Đây nè, cặp nhóc rồi. Đó. À, con mắt từ từ nghe nậu để nó buông, nó chạy lên nậu rồi. Ôi ôi, con ếch cái vậy ông, nó bự như cà bá lửa luôn. Chớp đâu. Ui ôi, một cặp luôn, một cặp nữa. Bỏ nó vô cặp này. Được còn một túi nữa đó cả nhà ơi. Đúng rồi, đi đúng rồi. Lặn cái gì?
còn đó. hộp rồi. Thấy à. Ôi ôi, cái bự lắm anh đậu ơi. Cái cho má luôn. Ui ui, hết cái kìa, đưa cái nhà xem coi. Quá có lý luôn. Quá im. Đã làm sao á, anh đậu ơi. Cảm giác chụp vô phơi cái tay hả? Ừ, tao gặp tao luôn. Đúng hả? Gặp nữa hả? Đâu? Nè, nè. Đó. Cái gì? Nhảy vô mấy bờ hả? Đây có nè. Đang cặp cái gì nè? Đi, 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 đi vô. Ôi đậu, còn hết đậu ơi. Đâu, còn không? Một con chạy vô kia rồi. Đó, đó, đó. Đây nè, đây nè. Đây nè, đây nè, đây nè, nè. Chụp đi. Qua đây, qua đây, qua đây bắt con này nữa. Cái đâu? Đây, 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 đây. Bỏ một cái đi hả? Bỏ một cái đi. Có cái cặp mà, bỏ chạy đi mà. Còn con ở đây nữa nè. Lưỡi đây nè. Lưỡi đây nè. Nặng hơn đâu. Ê, cái gì? Nước trong giờ. Còn không? Để lặn đâu đây nè. Thu trước nè. Đây, 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 đâu rồi? Đâu rồi? Trốn cái này là đâu này hả? Tôi có một em, hai, hai em đi. Một em. Trốn hả? Trốn. Trốn mà. Ê, 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 ê. Xíu nhảy ra luôn. Nhảy ra đồng trống rồi chạy ra khỏi. Được mệt mình chứ. Rồi cả nhà, anh em đi dọc được một bọc nữa rồi nè. Ơi, cũ rồi. Người đang bao. Ê, nữa nè. Đang bọc nữa. Chế vô hả đâu? Chế vô luôn. Quá khủng khiếp rồi. Bữa nay anh em trúng bánh cả nhà. Giờ này cũng 4 giờ rưỡi rồi cả nhà. Anh em sẽ ngồi ở đây đổ ếch cho anh em ngồi nghỉ chân tí xíu. Bắt đầu sẽ anh em sẽ đi vòng nữa, bắt đầu cuốn máy túc rồi về cả nhà. Hôm giờ không có ngủ nghe gì được, chân mũi quá mũi nè, cắn nát cái giò hết đi. Quá dữ cái đầu ơi. Này, hết quá hết rồi. Làm cầm tiếp không? Nè dỡ lên, dỡ lại nha. Anh cầm cái chơi chót đi, đó, cầm cái ừ. Cao lên, cao lên. Ừ. Đó. Ôi, dữ lắm rồi. Rồi, ôm lại, ôm lại, ôm lại, ôm lại. Ôi. Ôi, ôi. Chục ký chưa?
nặng lắm rồi đó. Dữ lắm rồi con nào. Quá khủng khiếp rồi. Vô bánh nè, vô bánh nè. Ôi ôi. Bữa nay ớt còn mạnh mạnh không? Ớt này trong vườn ra đâu? Ừ. Bự. Chắc chắc nghe nó nhảy ra ra đó nội ơi. Không bắt cả im nữa. Ôi rồi, ôi rồi. Quá khủng khiếp. Thôi ngồi nghỉ tí xíu đi nội. Giờ này cũng 5 giờ sáng rồi cả nhà. Giờ hai anh em đi lợi ra mấy cái cửa ngục anh em túp ớt nè. Ui có ớt nè anh đậu ơi. Tắt máy nè đậu ơi. Tắt máy là không quá. Rồi bỏ đó đi. Đi lợi ấy ớt đi trước đi rồi cái chút xíu mình cuốn sao. Giờ anh em cuốn cửa ngục cái cây nha. Cửa ngục về cả nhà, sáng 5 giờ mấy đi hôm hôm về cũng mệt. Anh em đi đêm hôm về đuối quá đuối luôn. Đầu này được 2 con. Hai em. Ủa, cái gì đó? Bỏ cái túi xuống, cái túi có ớt không? Trời này sáng rồi cái nhà. Trời. Có gì xong nãy mà nó ấy ra được ha nè đâu. Nó tung tung quá rồi. Này được 2 con ở nhà, không biết đâu kia được mấy con này. Vũ 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 rơi xuống rồi. Rồi. Buông đi, chạy lên chút xíu mình cuốn nè. Ôi, ớt gì vậy? Cục đất, cục đất, cục đất. Nằm mô lên tới con ớt nó nằm đó. Ở đây con nè, nhỏ. Đây nè, bắt ra luôn chứ. Đó, 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 đó. Đực cái gì đó. Sọt bên kia xong sọt. Sọt bên đây nè, à, hư. Thả ra đi nào. Ai? Đây này con. Ô. Hai con cái gì? Hai con. Đó 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 kìa, hai con. Hai con đậu ơi. Xuống rồi, xuống đây, xuống đây. Hai con. Hai con bự nha. Gà gáy. Sáng không gáy thì được. Mắc tay luôn hả nào. Ừ. Bóp hai con luôn. Ui ui. Bự không? Hai con chạy giam luôn. Hai con chạy bá luôn hả? Ui ui. Ui ui. Hai con hết hồn nhau. Hai con hết hồn cho đất đi. Ui ui. Đấy ạ, đấy ạ. Ừ. Ở bên đây kìa. Ở đây có con nào không? Không, bên đây không có. Nhái không? Nhái không? Ừ, con. Có không? Có. Đâu? Có con, có con. Xuống rồi. Xuống rồi. Đầu này được con hả nhà ơi? Quá trời bù hông.
Bùa hông ơi, bùa hông. Rồi thọt tay vô bắt luôn. Vụ nhái ra đi. Rồi. Rồi vô. Đi, lại đầu này coi. Coi vô đây coi có. Khi vô đây nó nhảy được. Nó nhảy. Nhái. Ôi, có chà bá luôn kìa đâu ơi. Một con nữa. Đây, có chà bá luôn. Mà mấy ếch không 1 kg. Hai ếch ông cầm đây chạm giảm luôn. Giờ này còn kêu nữa. Ừ, tính đó đó. Ôi ôi hết. Nào con nấy xứng đáng không ha? Đậu nhai, đậu nhai cả nào. Con nào con nấy xứng đáng không cả nhà ơi. Hết này, thằng đá cô. Ôi ôi hết. Rồi. Rồi. Cuộc nó luôn đâu ơi. Cột lên chút xíu mình đem về đẳng cái mình cho vô kia, nó mình đẩy gì luôn cũng được. Rồi, giờ mình sẽ tắt máy cả nhà, mình tiếp đậu thu của mấy cái cửa ngục lại cả nhà. Đây, hết cái quay kết thôi. Rồi cả nhà, giờ trời cũng sáng rồi cả nhà, mấy anh em nãy giờ cũng dọn dẹp rồi cả nhà. Máy túc cửa ngục đồ mấy anh em cũng dọn gọn gàng hết trơn rồi. Đồ đạc mấy anh em cũng đã vô vỏ xong xuôi cả nhà. Còn đây là cái thành quả của hai anh em sau một đêm này cả nhà. Đây cái bọc này thì là chạy trong cửa ngục này cả nhà. Cái này cũng cả kg quá đầu. Được mấy con bự bự không à. Còn bên đây thì bọc này mấy anh em bắt ở ngoài đó cả nhà. Quá trời nhiều. Một bọc luôn. Cái này bữa nay là trúng mánh luôn cả nhà, bữa nay nhiều lắm, nhiều luôn, cũng gần cả chục á anh Độc. Thôi còn giờ video của anh em cũng xin tạm dừng tại đây cả nhà, hẹn cả nhà video tiếp theo nha. Còn giờ xin chào cả nhà nha. Xin chào cả nhà luôn cả nhà ơi. Thôi giờ anh Đậu ơi, chuyến này chắc hai anh em đem hai chuyến quá, hai chuyến rồi mới hết. Rồi mong bọc ếch không là sách một chuyến rồi. Rồi đi anh Đậu ơi.